tới Phan Thiết rồi nha. Đi Sài Gòn Phan Thiết 4 tiếng đồng hồ. Không hiểu sao 30 tháng 4 mỗi năm thì kẹt xe, mọi người đi chơi nhiều là chuyện bình thường rồi, nhưng mà năm nay nó lại tăng đột biến như thế này. May mắn là mình không đi đèo Bảo Lộc, không đi hướng Lâm Đồng, Đà Lạt, vì báo có đưa tin là có rất nhiều người phải đón cái ngày lễ 30 tháng 4 trên đèo Bảo Lộc. Thậm chí xe cảnh sát, xe dẫn đoàn, những cái cuộc đua xe đạp vân vân lên đèo Bảo Lộc cũng kẹt, tranh nhau nhích từng cm luôn. Trời ơi, cái quân què dĩ dây đông đông vãi. Tai nạn. Cảnh sát. Đó, cao cao kìa. Cao cao chạy đã không? Anh cũng chạy được như vậy, vô vô đâm đây nè. Ôi 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 ôi. Vô thì đã lắm, nhưng mà cắn đinh cái lúc đó hả? Tiền không luôn. Má tắt máy nè. Khổ ghê, chạy mấy đường này. Cái văn hóa mà leo lề của Việt Nam á. Đó là cái văn hóa người Việt Nam rồi mà. Ồ, livestream. Bởi anh chọn xe này cũng vậy á. Nó có cái góc cào cào. Nó không cào bằng thôi. Nãy thấy chiếc cào cào kia đi đã không? Êm dở lắm. Năm ngoái mình đi đó, người ta kẹt ở Định Quán, Đồng Nai quá trời luôn. Đua ti cũng dính đây nãy giờ nè. Ngay tại cái lúc này là mình rất là bực bội, rất là mệt mỏi luôn. Đồng ý là chiếc xe của mình nó không có nặng đến mức mà phải than vãn, nhưng mà đi trong cái tình trạng đường phố như thế này ấy, thì rất là mệt mỏi trong người. Ok, hơi quê chút xíu, không sao. Trước mắt mình là một cái xe tải nó rất là mất dạy. Đường này là đường một lần, là đường nó phải đi bên đây. Mày đặt bật xi nhan phải rồi cái lô vô trong làng bên đây là đi từ nãy giờ luôn, không cho xe nào lên hết. Đi kiểu đi ích kỷ nè. Bật xi nhan phải mà có quẹo cái gì đâu, đâu có quẹo. Má đi về đó, đó, đó. Rồi người ta phải thắng cấm đầu người ta luôn. Bực mình, ghê trời ơi. Đó là nó quẹo chỗ này. Nó quẹo ra bên đường bên kia luôn. Kìa 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 đó. Trời đất ơi, đi đường hiểu không? Con đường của tao được xây từ năm 1981. Đường của tao được mở vào năm 1991. Và đường của tao đầy đủ chướng ngại từ việc bị bóc dính phố. Đường của tao có thêm thú vị khi tao vào tuổi đôi mươi, là khi hip hop du nhập bạn bè cho tao tập thử coi chơi. Ăn được về không? Ăn được về không? Ăn được về không? Khách ăn được vậy á? Chị khách có người nói chuyện với họ. Lên nào?
tôi khóc ở đây luôn bây giờ. Đi thêm được một đoạn thì tới bên trung chuyển Phương Trang. Giờ chờ ấy đi vệ sinh cái rồi kiếm chỗ đi tiếp. Chắc là đi Suối Tiên quá, kìa nó ra kìa. Phát biểu cảm nghĩ của bạn sau khi mà được chút bầu tâm sự. Đã không? Tại sao cặp với tôi? Nào vậy đó, lúc nào chị nhanh hơn. Khai. Đây là đường đi xuống Suối Tiên. Lần nào tới Phan Thiết cũng xuống Suối Tiên dọc nước. Phải cởi giày ra trước. Bình bông hả? Bình gì? Bình bát. À, li ti là nhỏ nó nhỏ. Lựa trái nào bự bự lặt trái đi mèo. Làm sao biết nó chín? Toàn là trái màu xanh này. Nhìn nó đẻ bự nó. Nó bự như trái xoài vậy. Chậm đi. Cái này là nó có vị gì? Em bị ngọt. Ngọt ngọt. Không có chát miếng nào luôn hả? Ta chưa ăn trái bình bát tí nào. Một đoạn đường nắng hay là nắng, có nhiều loại cây lạ. Nhưng mà điều thú vị nhất là cái này nè. Ừ. Gọi là đất gì? Nó dẻo dẻo. Nó mát mát. Tự nhiên đang đạp đạp cái tự nhiên thấy có cái gì đó. Vàng vàng. Mấy đứa đang trang trí cái gì đó. Đâu là cát hả? Mình đang dừng lại ăn bánh lọt với mèo mèo. Mèo cầm cái. Two thousand years later. Phan Thiết chỉ nên là một địa điểm để mà chạy tour rồi uống ly cà phê quay về thôi. Chứ hoặc là đối với những người thích đi bột trắng. Chứ Phan Thiết nó hơi chán. Hoặc là cho những bạn nữ nào muốn chụp hình thì vô mấy cái resort thường xuyên chụp hình cập nhật tình hình diều hâu Đức 390. Thì ở cái clip lần trước là cái cặp tuôn của mình bị hư, còn lại một bóng thì đã fit lại rồi. Rồi thay vì nó nằm ở dưới cái chống đổ thì giờ nó lên trên đây là hai cái bóng tuôn tròn. Rồi xong rồi mình thấy nó cứ bị tối tối như thế nào, bắt đầu là mới đi mua thêm hai cây tuôn vuông nữa. Bắt lên hai cây chống độ. À, là tổng cộng là 4 cây. Rồi xong sau đó thấy cái kiến AB nó bị vô duyên quá. Thì mình up lên kiến MT03. Kiến này là kiến 11 thôi chứ cũng không phải kiến view. Nhưng mà nhìn cũng được. Thôi giữ nó xài. Mình có thêm mấy cái đề can cho nó lạ lạ. Đó.
xe nè, mình không có gắn thùng kia cho nó dướng. Có cái kiểu gì ta, cái cặp nè, cái vali nè, bắt lên cái ba ga em ràng dây ràng rồi đi thôi, cũng chắc chắn lắm, không cần gắn thùng chi. Nhìn chung là cũng full rồi, không có muốn đổ thêm gì hết, để dài chơi thôi. Nãy giờ sống ảo, sống ảo ở cái đường xuống biển. Rồi bây giờ mình vô đổ xăng cái rồi chạy về Sài Gòn, đủ rồi. Nhiều đây đi dân nắng là đủ lắm rồi. Hồi nãy mới có một anh đúc 390 đời mới. Nãy có một anh đúc 390 đời mới đổ xăng, cái mình giơ tay lên mình chào ổng. Giơ tay lên thì cái ổng giơ tay mình chào lại. Bởi vì nói rồi, cái cộng đồng KTM này nó nhỏ nên là có bao nhiêu người ta là chào nhau hết à. Cũng vui vui. Đúc đời mới, đúc điện tử á, đẹp. Đẹp. Rồi. Giờ về. Không có nhiều thời gian và cũng không muốn đi xa nên mình chỉ đi sáng và chiều mình đã về rồi. Video của mình vẫn còn một đoạn mà các bạn có thể muốn thì ở lại xem thêm. Bản thân một người chơi đúc sau 2 tour dài, không sao đánh giá mình nhận ra được. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Trong một chuyến hành trình lúc nào cái phần đi cũng là cái phần vui nhất, phần về nó mệt mỏi nhất. Mình bắt đầu về lúc 3:30. 3:30 bây giờ là 5 giờ hơn chút, mà cũng còn cách Sài Gòn 100 cây nữa. Trời ơi. Mà đường thì vẫn kẹt như giống như là lúc mới đi. Có một số cái đi được 2 tour dài với con đúc này mình cảm nhận được đó là cái độ rung của nó. Chạy ở trong phố, chạy một chút, xách xe về nhà dẹp thì không thấy rung. Nhưng mà đi xa thì nó thấm. Nó thấm cái phần cái gan bàn tay á, cái phần ở giữa thấm, với lại nó rung mọi nơi hết, nó rung cái đít, nó rung cái chân, nó rung cái đùi. Thấy cái ghi đông rung quá, tay mình đặt xuống dưới cái bình xăng cho nó đỡ rung thì cái bình xăng nó còn rung hơn cái ghi đông nữa. Nói chung là cái gì nó cũng rung hết, xe một máy mà chết một cái là nó chỉ lành ở trong khoảng 3 số đầu, 1, 2, 3, 4, số 4, số 5 thì nó không lành. Mà mình hay thắng gấp lắm, thành ra là mình hay chạy số 4. Số 4 thả ga ra là máy nó ghi lại liền thì nó sẽ đỡ lo hơn là số 5. Số 5 mình thả ga ra mình phải về số rồi bóp thắng nên là chạy số 4, mà chạy số 4 thì nó rung. Được cái này mất cái kia. Để cho coi số nhiên liệu tiêu thụ trung bình. Ở trong phố đường hỗn hợp thì đi được 24 cây số trên 1 lít. Nhưng mà đối với đi tour dài như thế này thì cứng ga thì nó sẽ lên 31 đến 32, 31 đến 32 cây trên 1 lít. Đó. Thì bình xăng này là bình xăng 11 lít hay 14 lít gì đó mình không nhớ. Đại loại là mình sẽ chạy cỡ chừng 150 cây là phải đổ xăng một lần. Lúc mà hồi sáng này đi bóp thắng liên tục đó, đi trong khu mà bị kẹt xe thì máy nó báo là xe mình chỉ chạy được 1 lít là 14 cây thôi. Má ơi, là nó bằng ồn quá, là nó bằng với xe 1000 phân khối. Là đó do kẹt xe chạy số thấp gần máy. Còn nếu mà cứng ga thì nó được 32
32 cây một lít. Đây là cái sự khác biệt giữa hai cái tông màu da sau khi gian nắng Phan Thiết. Tại vì cái giáp này nó nóng quá. Bỏ nhiều tiền cái mua giáp mà nó nóng quá là dẹp giáp luôn, không thèm mặc. Xong giờ da mình nó độc quá nè. Nó lột da luôn rồi. Trời ơi trời.